Nào, Nú đi ra đây mà. Đi ra đây. Ra đây. Ta bố đi giày ra nào. Nú. Đứng dậy. Ừ, ra đây, ra đây. Đứng dậy nào. Nú. Đúng rồi, ra đây, ra đây. Bà bỏ tay, bà bỏ tay, bỏ tay. Nào đi ra đây, ra đây, lui ra, ra đây, ra đây. Ôi, đi ra đây, bố đi giày ra nào. Đây nào. Đây, ôi dồi ôi. Giỏi quá. Rồi đấy ạ, mông ngoánh 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 kìa. Mình đi đâu đây hả mình? Hân hơ. Đấy, bố đi vòng lại nhá, con đi ra với bố nào. Nú ơi. Nú. Ra đây. Hân hô. Nào đi ra đây. Ra đây. Nú. Ôi dồi. Ôi dồi. Xây rượu nhà tôi ơi. Xây rượu nhà tôi đi nhanh phết rồi nhỉ. Ôi dồi. Xây rượu nhà tôi đi có một ngày mà nhanh quá rồi nhỉ. Đây mà, ra đây mà. Ôi, yêu quá, yêu quá. Ôi, Hân Hô, Hân Hô. Hân Hô. Hân Hô. Giỏi quá, Hân Hô. Đấy, lại đến Hân Hô đi. Ôi, rồi, nó đi ra đi vào rồi. Bây giờ nó chả còn sợ gì rồi. Đây mà. Nó đi ra đi vào hai ba vòng quanh nhà rồi bác ạ. Sao con muốn đi giày à? Không ai đi giày con cẩu à? À lại cầm giày đi đây. Thế này có tiết mục đi cầm giày đi chơi. Nó giải quá, nó giải quá. Sao con cứ vứt giày nên con đi một vòng luôn, thì sao con vứt xong con lại cầm đứng lên là sao? Ôi trời, ôi trời, đứng lên mạnh mẽ thế nhỉ? Ôi trời. Sau có một ngày sau khi biết đi là đi mầm rồi này à? Hả? À. Hôm nay là ngày 21 tháng 4 nha. Hôm qua 20 tháng 4 lần đầu tiên bố nhìn thấy Nu biết đi nha. Hôm nay ngày 21 tháng 4 mà Nu đi mầm rồi này. Nhiều quá. Vô kiếm bà ngoại đi, ngoại đâu? Bà ngoại đâu Nú? Nú chạy đi vào kiếm bà ngoại em nào? Đi chơi bà ngoại mang cho em đi chơi. Đi vào tìm bà ngoại em nào? Biết rõ ràng không? Biết bà ngoại ở trong đó. Bà ngoại đâu rồi? Bà ngoại em sẽ vào bà ngoại đấy. Con tự đi vào bà ngoại đấy. Để bà, à, bà ngoại. Mang về cho bà xem đấy. Đi vào bà ngoại em nào con đi vào bà ngoại em nào, vào đây. Vào đây, lại đi ra à? Cháu tự đi đấy, bà thấy cháu đi suốt đấy. Ô, cháu tự đi suốt là nó đâu có ngồi được. Cháu lại quay ra nhé, cháu lại quay ra cháu đi nhé. Ừ, đúng rồi.